Bê bê sắc gì? Vị học sinh đánh vần cô giáo cạn hết lời khi nghe cậu bé trả bài. Khi đó một cậu học trò lớp 1 gương mặt sáng sủa với đôi mắt to tròn đã dõng dạc đánh vần cho cô giáo nghe. Đến khi đánh vần chữ bé, dường như em bị quên tuồng nên khi đánh vần đến bờ e bê rồi em dừng lại. Ngay sau đó em nhảy số và trả lời cô. Bê bê sắc gì? Bê bê sắc cây bông. Trời ơi, bê bê sắc bé. Một số cô chú sau khi xem qua đoạn clip đã đoán rằng trong lúc em quên bài, vô tình liếc ngang thấy cây bông nên quyết định nói cây bông. Thế nhưng trước sự ngây ngô và đáng yêu của cậu học trò đã làm cho nhiều người cảm thấy vô cùng thích thú. Một số người để lại bình luận: sao tự nhiên tôi lo cho thằng lính ở nhà chuẩn bị vào lớp 1 quá. Xin hỏi cô giáo còn khỏe không? Tôi mà làm giáo viên lớp 1 chắc 2 ngày là tiền đình luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tình 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.